Sơn Sát Đinh Dương Tử nghỉ đóng phim sau liên hoàn vẫn xui, bước đầu từ chối màn hợp tác Long Trời Lở Đất với Dương Dương. Tin tức này của Dương Tử đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Với tình hình nhiều tựa phim rơi vào trạng thái hoãn chiếu, Dương Tử đích thị là tiểu hòa xui xẻo nhất hiện tại. Sau thông tin hé lộ tình trạng hiện tại thì mới đây, có nhiều trang đã cập nhật bước đi tiếp theo của ngôi sao hương mật tựa khỏi xương trong suốt năm nay. Nhiều nguồn tin cho biết sau khi quay xong Trầm Vụn Hương Phai cùng Thành Nghị, Dương Tử sẽ nghỉ đóng phim một thời gian. Có lẽ sau bao nhiêu sóng gió mà chẳng phải bản thân gây ra, Dương Tử muốn nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng, giải tỏa những năng lượng tiêu cực xung quanh. Dù cho phía công ty đang có động thái đền bù với Dương Tử, nhưng nữ diễn viên được cho là vẫn giữ lập trường, tạm break vài tháng. Cô nàng cũng đã từ chối dự án Trường Tương Tư, trước đó còn có Dương Dương cũng được gọi tên trong tầm ngắm. Khán giả đặc biệt là fan cứng tỏ ra ủng hộ quyết định này của Dương Tử, mong rằng sau khoảng thời gian thư giãn sắp tới thì cô sẽ trở lại thật mạnh mẽ. Trường Tương Tư đành lỡ hẹn với Dương Tử và có lẽ là cả Dương Dương. Trước mắt Dương Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn và nữ bác sĩ tâm lý, vẫn chưa có lịch nên sóng chính thức. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!